đang tới. Mine no momiji. Otsutsumaru. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Tiếp tục với series top 1 Telnat trending nha anh em. Rồi, trang phục hôm nay sẽ là trang phục Telnat tăng vô khúc Evil nha mọi người. Là một trong những trang phục mà mình giá khá là ok của vị tướng Telnat này nha. Thì đây là trang phục mà mình yêu thích nhất luôn nha mọi người. Mấy trang phục mà như tăng niên về thằng này. Rồi mấy trang phục mà mình hay chơi đó thì nó cũng không bằng trang phục này đâu nha mọi người. Đấy, mạng lót này nọ thì anh em cứ chơi trang phục này trông khá là ok nha. Rồi, cặp support AD bên kia khá là khó chịu luôn nha mọi người. Thằng Aya này, với thằng John này. Nhưng mà hai thằng này đi chung team thì nói chung là cũng không có cơ động lắm nha anh em. Một thằng là đứng giá, một thằng là đứng cấu rỉa. Thì nếu mà đánh giá thì cặp AD Xbox bên support bên đó khá là tù nha mọi người. Không có được cơ động lắm nha anh em. Thằng Aya mà đi chung của mình còn thấy còn khá là tù rồi. Nhưng mà cặp đi chung với thằng John đó thì nói chung là cặp này dễ bị toan sớm rồi nha anh em. Đấy, một thằng này đứng bán, một thằng thì cứ đứng lên đầu, con kia cứ rỉ rỉ á, nhưng mà không có cơ động á thì cũng chịu trách thôi nha. Rồi, về trang bị bản ngọc bóng hỗ trợ mình sẽ để dưới phần mô tả của clip này luôn nha anh em. Anh em nào mới tham gia kênh của mình á thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Anh em nào có cách chơi vị tướng Telnat này hay hơn á thì có thể để bình luận phía dưới của mình video nha. Mượn nó hơi đa đa xíu nha anh em. FPS nó nhả xuống còn 43-46 nha mọi người. Đấy, mượn hơi về lắp xíu nha. Không biết nó bị sao. Rồi, tên mình không ăn được thằng AD rồi. Trận này mình không nhân cô, mình không mang, không mang trụ làm gì đâu nha mọi người. Qua vừa rồi thì tên mình cũng đầu game thì cũng ép rất là nhiều luôn. Tên mượn đầu game, giai đoạn đầu game thì tên mượn cũng khá là yếu luôn nha. Gặp thằng Aya mà gặp thằng John nữa thì hai thằng này nó khá là tù luôn. Thì có một số anh em hỏi là tại sao mà mình lên không lên bóng hỗ trợ tên Linh hoặc là liền kim nha mọi người. Thì anh em xem clip thì cũng để ý, cũng sẽ thấy nhiều khi mà có hỗ trợ của mình, thánh thuận của mình thì nó khá là ok hơn hỗ trợ kia nha anh em. Đấy, thằng liền kim á thì nó chỉ thích hợp cho vị tướng mà xạ thủ nhưng mà ta ngán nha anh em. Khi mà anh em phone không được thì có thể dùng liền kim nha, để ăn quái nha. Còn còn tinh linh á, còn hỗ trợ tinh linh á thì sẽ cho những vị tướng mà đánh ngán luôn nha mọi người. Đánh ngán nhưng mà ta ngán nhưng mà skill đánh liên tục nha anh em. Đấy, còn riêng vị tướng Telnat này á, mà nói chung là hỗ trợ của tinh linh này nào khi anh em dùng á thì anh em phải đứng gần mục tiêu hơn thì tinh linh nó phát huy được hết tác dụng nha mọi người. Còn anh em mà cứ xa xa mà dùng chuông một bán á thì tinh linh nhiều khi nó bán không trúng, không đúng mục tiêu nha. Rồi, thì về thánh thuận á thì nói chung là hỗ trợ cho anh em rất là nhiều về hỗ trợ này nha mọi người. Khi anh em mà còn chút chung máu á thì nó sẽ được hỗ trợ tạo thêm một lớp giáp. Nhiều trường hợp anh em chỉ còn hơn 100 máu thôi nhưng mà qua đó bị trúng độc hoặc là bị trúng chiêu tính, nói chung là chiêu kỹ năng của tên bọn á thì có thể mọi người có thể sống sót được nha. Đấy, mình sẽ giới thiệu sơ qua mấy có ba hỗ trợ cho anh em luôn. Nếu mà anh em nào mà chơi hai á thì có thể để ý hỗ trợ với nhau nha, có thể nắm được hỗ trợ như thế nào nha mọi người. Rồi, trận vừa rồi thì mình chỉ lo nói chuyện, pha vừa rồi thì mình lo nói chuyện, mình không có ăn một bọng nào, không hỗ trợ luôn nha. Lên kiếm một mận ok rồi, ăn luôn mận thứ hai này rồi không được rồi, định tóc biến lên ăn pha đó nhưng mà thôi nha, nhường lại cơ hội cho thằng cho lần sau nha mọi người. Vì tên mình dâng lên cô á, mình dâng lên cô thì cũng khá là bất lợi luôn nha. Toàn gặp thằng Nagarok nó cài động xuống dưới nè. Trận này Guido mình cấu rỉ thật là ok luôn nha mọi người. Chứ còn thằng Aya bên đó thì cấu rỉ không có được đâu. Nó đi hỗ trợ đi theo vật chủ nhưng mà thằng John cái đứng lại nó xoáy không mấy. Nó không có tới gần mình nên thằng kỹ năng của thằng Aya nó phế cực kỳ luôn nha mọi người. Đấy, khá là tù luôn. Aya buộc phải xuống với đánh ta này. Chứ nếu mà ở trên đầu của thằng John thì sẽ không bắn được nha.
Từ từ thôi, ép quá anh em. Thằng ấy là đã ghi đồ xuống nha mọi người. Vô đây trụ bán này. Đã ghi đồ xuống, rồi ok lên luôn. Có ghi đồ bên mình là nó sợ đó. Một em lên bỏ lên số này. Thanh mai này, dùng chiêu một có rỉ này. Hai em, ôi không được. Quá sốc rồi mọi người. Quá sốc là bán nó không được nha. Cái chiêu của đầu tệ của thằng Aya nó cũng từ từ giống như chiêu cuối của thằng Severa nha mọi người. Khi mọi người dùng chiêu cuối á, ẩn dưới á thì sẽ hồ máu nhưng mà không nó không cai được sát thương nha. Nói chung mà trách mọi sát thương lên tướng luôn. Và này về hồi mà lại máu nha mọi người. Trang bị của mình hiện tại thì vẫn chưa thích hợp để lên trang bị hút máu nha. Anh em cứ lên xong cái xong đồ cho mình á, lên cái thanh kiếm mà xong đồ xong rồi mọi người có thể lên trang bị hút máu thoải mái nha. Tùy theo trường hợp tem, nếu mà mọi người tem mà cấu rỉa nhiều á thì mọi người lên một chút hút máu. Còn nếu mà tem mình mà đánh nhanh, đánh thang nhanh á thì mọi người cứ lên cho mình xuyên giáp luôn, lên cái dị thần cung luôn. Thường thường á dị thần cung mình sẽ lên được cái quyết cung thôi nha mọi người, tội một cái lớp giáp thôi này, tóc biến liên an luôn nha. Mày hết chiêu rồi mà nhả, gái đầu trận này. Đấy. Tập biến liên an kiếm được hơi bùa khá là thơm luôn nha. Đầu trận thì nó kêu để cuối game á thì nó sẽ đánh thằng Guido bên mình nha mọi người. Đấy, thằng Guido bên mình chắc là này không muốn à nát. Thằng nát này phế rồi, nó quay một cục rồi mọi người. Quê quá rồi. Kadea hiện tại khá là xanh rồi nha, 3-0 mà nha. Mình kênh mang đợi thằng Mick qua này. Thằng EG này là hiện tại nếu mà mùa này nó cũng khá là bá luôn nha mọi người. Được trang sức mạnh rất là nhiều luôn. Nếu mà anh em thường xuyên chơi mic á thì có thể cho vị tướng EG này nha. Là một trong những vị tướng mà có vị cực kỳ sướng luôn nha. Mà đánh giá nếu mình chơi, nếu mình chơi đi mic á thì mình chuyên mic á thì mọi người sẽ đi con EG này nha. Có một số anh em livestream mà chơi con EG này đó. Như thằng Đê Cơ Khỉ này, nó hay livestream, nó hay chơi con EG này nha mọi người. Nói chung là mùa này nó sẽ thấy được EG có sức mạnh đó nên nó sẽ chơi con EG của mình. Thường thường nó mỗi mùa nó sẽ chơi một con nha mọi người. Nó sẽ chọn một vị tướng để đánh chơi, nhưng mà con nào được nói chung mà đánh giá được có sức mạnh thì nó sẽ chơi nha, chứ không phải là con nào nó cũng chơi đâu nha anh em. Ôi không được rồi, lan hít lại Guido toàn rồi. Guido pha đó hít chậm quá anh em, pha này đáng lẽ Guido hít sớm nha. Rồi hít chậm quá Guido ơi, làm bố mình chấm dứt mình rồi nha. Lan bận đi số luôn, 3-1-0, chưa hỗ trợ được mờ nào luôn nha mọi người. Tên mình hiện tại thì cũng khá là xanh rồi, xanh về màu mạc luôn nha. Đường nào cũng xanh luôn nha mọi người. Vào giai đoạn dưới game này đó, anh em cứ tranh thủ mình ép game nha. Không cần phải đi phong nhiều đâu. Chứ không là tên bận đây dễ bị lật kèo lắm. Riêng thằng Naragrok này á, về giai đoạn cuối game á thì nó lật kèo rất là dễ luôn nha mọi người. Nó đẩy láng lật kèo rất là dễ luôn. Butterfly thì mình đang chửi thằng Naragrok này. Thì Naragrok giờ này hết ghế nổi rồi mọi người. Đầu game thì nó hai ghế một chút, nhưng mà giờ này thì hết ghế rồi. Còn rồi mọi người thấy giờ trên chỉ mòn câu không? Sau khi mà lên đủ hai trang bị nha, hai trang bị thanh kiếm mà xong double top á thì chỉ mòn nó khá là câu luôn ấy. Mọi người thấy nổi chỉ mòn này, một mình đang con rồng vô tư luôn nha. Thì có một số anh em hỏi á về đây anh em, vô đây chạy đi đâu nữa này. Ôi Ý kỳ sống sót này, còn bàn tay được rồi mọi người. Đấy, thì anh em hỏi là xong đôi bố tóc và bố thung toàn á, thì cái nào mạnh hơn nha. Nói chung là mình thì cái nào nó cũng hỗ trợ như nhau hết cho mọi người. Tùy theo trường hợp mà anh em chơi, nếu vị tướng cơ động á, thì anh em lên bố thung toàn. Còn những vị tướng nào á, mà thiên về hướng cấu rỉa bán tìm xa như thế này, như vị tướng teo này, thì anh em cho lên cho mình xong đôi bố tóc nha. Còn như Tiffany này, rồi thằng Van Heo này thì anh em có thể lên quốc không toàn nha, được nó hỗ trợ rất là nhiều luôn về thiên về tóc đánh ấy. Còn riêng người bị tấn teo nát này á, thì anh em lên cho mình xong đôi bó tóc là ok nhất nha. Rồi xong đôi bó tóc kết hợp với việc thần công là bán vô tư rồi. Bảo Ngọc thì anh em cứ lên cho mình tóc đánh tóc chà thôi, không cần hút máu nha anh em. Vì mình sẽ lên quỷ kiếm để mình bổ trợ hút máu cho Ngọc của mình nha. Ngọc của mình thường thường anh em chơi sạch thủ nhưng mà anh em không có tóc chà, không có tóc đánh á thì khá là phế luôn nha mọi người. Thường thường á anh em chơi á mọi người sẽ dùng bảo viên tóc tím mọi người, là bảo viên tóc chà tóc đánh nha, bảo viên thêm hút máu nha. Mày vô đây kiếm men này, vô đây đi đâu. Ôi toan rồi anh em,
không mang được mận nào nha, khá là tiếc luôn nha. Đấy, thường thường thì anh em sẽ lên thêm một chút ngọc hút máu, nhưng mà riêng mình vị trứng teo nát này thì không cần nha. Mình cứ lên full trang bị, full món ngọc giống như mình thì sẽ bổ trợ rất là nhiều luôn. Tiếp tục mình sẽ lên quỷ kiếm nha mọi người. Đấy, quỷ kiếm thì nó sẽ bổ trợ 20% hút máu về riêng về ngọc của mình. Ngọc á, anh em chỉ cần tóm 3 viên là sẽ hút được 6% nha mọi người, 6%. Bởi là nếu mà anh em cho ngọc á, là lên sẽ lên nhờ diệt thần cung. Nếu mà bạn lên cung tầm ma, lên cung tầm ma thì nó thêm 10%, nó là 16% nha mọi người. Nhưng mà riêng về khi mà anh em còn gần hết máu rồi mà anh em bật cái nội tờ của thằng cung tầm ma lên thì hút thêm 60% trong vòng 3 giây nha. Thì hồi xưa mình hay lên cung tầm ma, nhưng mà lúc đó là khi một người dưới 10% máu, một người sẽ bật diệt thần cung lên, bật nội tờ lên, nó sẽ hút làm 90%. 90% kèm cần theo 5 giây nha mọi người. Cần thêm 9 mạng này, cần thêm sát thương nữa này, rất là nhiều luôn. Nhưng mà riêng mùa này á, thì nó bị giảm sức mạnh rất là nhiều luôn, nên mình sẽ không thích lên cây cung tầm ma nữa nha mọi người. Đấy, từ nãy mình nói nhầm nha, cung tầm ma. Đây mình sẽ lên thay cung tầm ma thành quỷ kiếm nha mọi người. Đấy, vì cái lượng tiền cây quỷ kiếm này nó khá là thấp luôn, nên anh em lên quỷ kiếm rất là hợp lý ở meta mùa này nha. Trang bị lên cũng khá là dễ nè, đơn giản nè, không có cầu kỳ nha mọi người. Nhưng ngồi bù lại sát thương cho mình cũng khá là nhiều luôn anh em. Anh em lên được quỷ kiếm nó lên được 100 sát thương lần, 100 sát thương lần rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà mình chí mận thì mình không có được nhiều, về bù lại là mình lên được cái diệt thần cung nha. Mấy mùa trước á, không có diệt thần cung á, là bắt buộc anh em phải lên cung tầm ma. Cung tầm ma cần thêm kiếm Murasama để mà gây xuyên giới. Nhưng mà hiện tại có cung nó diệt thần cung rồi, thì anh em có thể bỏ luôn cung tầm ma luôn nha. Anh em lên cho mình quỷ kiếm. Anh em cứ thử lên trang bị như thế mình đi. Nếu mà đánh không ok á, thì có thể để một bình luận để mình fix lại trang bị nha. Nếu mà anh em thấy ok thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Có thể để là một bình luận về trang bị, lối ra đi trang bị như thế này là có ok hay không nha, để mình biết chân mình hướng dẫn anh em nha. Đấy, mọi người thấy bán thấm không? Khá là thấm luôn nha. Trận này thì mở không giống ra rồi. Trận này chỉ có thủ trụ thôi nha mọi người. Đấy, cấu rỉa thêm một chút nữa mình lên, mình sẽ lái luôn có 3 trụ luôn nha mọi người. Trận này phải lấy 3 trụ nó mới ok nha, để lên hết trang bị để giới thiệu cho anh em luôn. Nó là rốc này, ui mà này, trận này mình ép lên luôn nha mọi người, khá là xanh rồi. Từ từ thôi, trận này cũng không cần vội đâu nha mọi người. Nagarok giờ này nó nhả được rồi này. Nhả này. Đây mọi người thấy bán thắm không? Để mình lên luôn cái giúp hùng mạnh đấy nha mọi người, cho đủ trang bị để mình bán nó, cái lượng sát thương nó khá là cao luôn nha anh em, để anh em nắm luôn nha. Chứ thường thường á thì mình lên 3 bóng trang bị thôi, chưa có lên đủ hết full đồ, nên một cái lượng sát thương mình bán ra cũng khá là thấp. Mọi người thấy chiến mận không? Haka là ok rồi này. Rồi đó, full trang bị luôn nha. Nói chung là Haka là không có ăn bùa, không có ăn tà tầng, ăn ăn rồng nhét nha mọi người. Khá là xanh rồi đấy. Dạ anh em thấy không? Phát nào cũng chiếm mận nha. Lên trang bị y như mình, bỡ ngọc như mình nên là bán khá là thấm luôn. Riêng anh em ăn được thêm bùa rồng này, bùa kim công nữa này, thì hai cái bùa này nó bổ trợ thêm mình sát thương nữa, rất là nhiều luôn. Thường thường á, nó lên sẽ nó, nếu mà anh em ăn được hai bùa này sẽ lên cái đam mổ rất là cô luôn nha mọi người. Mang tầm 2k5, 2k6k lận. Thường thường ngủ không, nếu mà anh em có được thêm hai cái bùa này nhá. Đây nè. Rồi không giống ra rồi. Thôi tranh thủ đẩy luôn 3 đường nha mọi người. Trận này đã lên 3 đường là ok luôn. Đây luôn này. Mày đùi ok rồi. Đây này. Mọi người ta bán thấm không? Thấm. Không được rồi, có lớp dốt rồi, tóc biến rồi nha. Chờ chắc nha. À, gia tạo lớp dốt khá là cao á, nhưng mà trụ mình bán cũng khá là đau đó nha mọi người. Tuy là có giúp thân thần rồi nhưng mà mình không có giống vô nha. Lấy luôn cái trụ này, từ hãy vô. Rồi vô được rồi nè anh em. Mày 10 ly này ok. Mọi người thấy bán thằng Ray cực kỳ thấm luôn nha. Vô luôn lụm Nagarok này.
Noa này, Noa gái này, Noa là gái, ra đây nè. Giòn này xoáy không kịp mà nó bán luôn nha mọi người. Giòn xoáy này làm được cái giúp tinh thần này. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Mọi người thấy hay thì mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.